Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tài Trung FPT. Chúng ta tiếp tục với The Coma, The Cutting Class. Anh em, The Coma Cutting Class, nhầm. Ở tập trước ấy thì coi nhà mình xem lại cái những video của mình trước đây ấy, thì mình mới để ý thấy là... Được rồi, đổi tiệm. Đây, mới để ý đến cái tờ giấy này. Giấy ở đâu rồi nhỉ? Không phải. Câu 7 từ này không phải đây đây. How to control her. Cái tờ giấy này thì mình tìm thấy ở trong cái phòng vệ sinh mà có cái dấu hỏi chấm ấy. Đấy. Thế sau khi mình tìm ở trong đấy xong thì có nhà mình lúc ấy mình gọi là gì, mình bận tắt đọc nhanh 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 để tắt đèn đi để trốn đi trong khi cái con giờ xong kia vẫn đang tìm mình ở ngoài, cho nên mình không kịp đọc chỗ này. Bây giờ mình biết là cái thằng C-hole ấy nó đã đánh dấu những vị trí có thể nghi lễ gì đấy bằng những dòng chữ màu đỏ, và mình sẽ phải tìm đi đến những chỗ đấy để mình tìm kiếm. À, bây giờ mình biết phải tìm ở đâu rồi. Có lẽ mình sẽ nốc cà phê để uống cho nhanh, anh em để chạy cho nhanh. Cà phê đây. Khi mình uống cà phê này thì mình chạy thì nó sẽ giúp mình không bị giảm stamina. Nó ở trong này. Đấy. Cái căn phòng này trước đây mình đã đi qua đi lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mình lúc ấy mình tìm không gì ấy. Thì đoán lúc ấy mình không bật đèn. Bởi mình không bật đèn ấy, cho nên mình không nhìn thấy cái đấy, không thấy cái một item ở phía dưới đất kia. Và thề luôn cái này này. Cái này trông như kiểu cái sách toy ấy. Cái con ma kia là con ma nữ không? Mà nó bắt mình tìm cái này. Đích trả nổi. Đây chắc hẳn là cái thứ mà cô ta đã nói đến, nhưng tại sao she wants this rose? Thì như tại sao cô ta lại muốn cái thứ này? Đây mình tìm thấy cái thứ này ở đây một cái nhưng dòng chữ màu đỏ đèn xe hồ đánh dấu lại đây. Hồi mới đầu mình không biết nó ở đây đâu, nhà mình đi tìm tất xung quanh ấy thì mình thấy có dòng chữ màu đỏ ở đây, thì mình bật đèn lên mình thấy. Chứ hồi mới đầu chẳng biết nó có ở đây đâu. Bây giờ thì mình chỉ việc chạy đến cái chỗ con dưới kia là được. Mình đã uống cà phê rồi cho nên mình cứ chạy tẹt, không cần để ngại tốn stamina. Xếp cái mày kia rồi, con như con dâm tặc này, cái con ma nữ này nó nó kẹp háng một đứa, đồng một cổ đứa con trai cho nó đi bắt bắt mình đi tìm nó đồ vật, nhưng trông như kiểu cái ếch to này. Ngươi đã này, ngươi đang tìm nó hả? Giờ artifact món tạo vật đó tốt lắm, cậu bé, giờ thì đưa nó cho ta. Ngươi sẽ để cho cậu ấy đi, hãy để chúng ta ra ngoài phải không? Sếp Pesen kiểu sự an toàn đó chính là điều ngươi đã nói. Phải rồi cậu bé, hãy kiểu nhà hãy hoàn thành cuộc trao đổi của chúng ta, trả lại thứ thuộc về ta và ta sẽ tha cho ngươi và bạn của ngươi. Mặt con này bây giờ nhìn kiểu này trông cũng được phết đấy, chứ cũng không đến nỗi nào lắm. Ngoài chỉ hàm răng của nó ra, mặt trái xoan nó hỏi đấy, mặt trái xoan rồi mắt hình kiểu mắt mèo. Ok được rồi, nhận đấy đi, giờ thì thả sale ra. I no longer have any use for this Ta không còn bị khống chế bởi cái thứ này nữa. Bây giờ ta là kẻ thống trị nơi này. Bắt gì đấy? Trên cái này nó hiểu cái biểu tượng này à? I can't do... Cái này chắc là hiệu ứng phụ của cà phê à? Mình không đọc lắm, chắc là thế. Nếu như gọi là gì nhỉ, nếu như mình uống cà phê ấy, thì trong một khoảng thời gian mình có thể chạy liên tục mà không bị tốn stamina, nhà sau một khoảng thời gian xong nó hết hết, hết được cà phê của mình sẽ bị lâm vào tình trạng này, chắc thế. Ngươi giờ ngươi vô dụng rồi, chết và rời khỏi không gian của ta đi. Ngươi đã nói dối. Đợi đã, đã chấm chết à? Cái gì cơ mà cơ thể của mình phản hồi lại đòn tấn công của cô ta. What warmer? Cái thứ ma thuật kỳ lạ gì đây? Tại sao ta không thể chạm được vào ngươi? Bí mật của ngươi là gì? Thôi không sao, con pet của ta sẽ đến đây sớm thôi. I have more im ta có vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Ok, tự nhiên có con nào đấy kiểu đang cảm thấy thằng thằng con trai ấy. Xong khi mình đến mình mang cho nó một cái que trông y kiểu cái sách toy và nó yêu cầu là nó cần phải đi giải quyết ngay. Ok, tôi ổn mà. Tôi xem quá nhiều hen này.
NLP XCAM NLP Max tận hưởng nỗi đau đi khi nó đến thì nó kiểu là Z Max Easy Jack Quay chả hiểu. Holy crap, ôi vãi shit. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình tại sao mình lại đi tin lời của một con quỷ dữ như thế nhỉ? Cái mày nói chuẩn ấy, rất là chuẩn luôn. Damn before I end. Mình tốt nhất là mình nên rời khỏi cái nơi này trước khi mình nhận lấy kết cục như Seho. Thì trước khi rời khỏi thì xếp game cái, ok? Ở trâu đi này. Kiểu mệt mỏi bê phể. Không sao, bây giờ nó bắt đầu hồi lại rồi. Và mình vẫn chưa lên được cái chỗ ở trên này, mới chưa biết nó để làm gì mà sẽ có dấu hỏi chấm ở đấy. Jetpack lock thì sẽ làm gì? I am Dusty. Tiến một tiếng nốt. Cái này lại nốt nữa. Mới một đồng xu. Full rồi. Không có gì ở đây hết. Để xem nào, mình có lẽ mình nên uống cái một chai nước đó. Một đồng xu. Không có gì ở đây hết. Và hiện Mr. Memo đây là ở bốc cầm room PC summon xe này. Oh, ở trên cái này nó có mật mã đến tòa nhà phía bắc North North nó building password. Ok, vậy bây giờ mình đã có thể đến tòa nhà này, tòa nhà phía bắc. Nhưng mà mình vẫn chưa thể lên được chỗ trên này. Mình đoán sau này mình sẽ lên trên đấy sau. Không phải là bây giờ. Chắc là thế, chả rõ. Mình không biết mình có thể đi sang bên này không nhỉ? Không đi được. Sâu xét. Ok, mình cứ chạy thẳng cái chỗ này là mình có thể sang bên đấy. Các... Ôi giời ơi, giật đấy ở mình. Fuck. Pep. Rồi. Cái lúc cái con này đuổi ấy, thì mình chỉ bị giật mình lúc cái pha bị nó phát hiện thôi. Sau đấy thì mình không còn giật mình nữa, nó đuổi đuổi chạy trốn con này nó khá là đơn giản. Kiểu nó chạy không thể nhanh bằng mình được ấy. Chạy khỏi nó tương đối đơn giản. Và mình chạy đến đây mình đoán là mình an toàn rồi. Mình đoán mình an toàn nên đang nhìn là lành liên phục cái con này xuất hiện ở chỗ này mình buồn phết đấy. Tòa nhà phía bắc cuối cùng thì mình cũng có thể đến được nơi này. Cái khóa này nó trông khác với những mã khóa khác. Mình cần phải tìm một cái special key, một cái chìa khóa đặc biệt. Không khỏi chìa khóa đặc biệt là kiểu một cái mật khẩu. Ok. Ở dưới đó quá tối và có vẻ như là đã bị chặn, mình không đi xuống được. Tòa nhà này trông gì đấy? This school library and assembly are here too. Phòng thư viện của trường và phòng vẽ tranh nó cũng đang ở đây. Hãy đi check the map. Library, ok, mình cần phải lên trên này nha. Rõ ràng là cầu thang mình không đi được. À, ở bên mình cần phải làm cái gì đấy để mình đi lên trên để lấy mở được cái chiều khu, có được cái mã số. Mở cái chỗ này rồi ạ, nói lắp ba lắp bắp. What the hell? Cái thằng này mình không biết là thằng nào nhưng trông dáng của nó ấy, trông hơi giống cái thằng gì với thằng chuyên chuyên đi bắt nạt đây. Này mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Holy smoke, mình tôi đang nhìn vào cái quái gì đấy. Này này kiểu đừng có nhắc như thế, tại sao mày lại phải sợ? Cho open cái con này phải cho open mông jean. Ok, thì thằng này đối thằng cái thằng mông jean này, thằng chuyên đi bắt nạt này. Mông jean, tôi cần phải đi, tôi cần phải đi qua, tôi cần phải lên tầng trên. Tại sao lại gấp vậy, Young Ho Sơ? Mày đang mày không gặp bất kỳ điều gì nguy hiểm cả. Theo như nhìn nhìn vào cái mặt của mày và cái bụng của mày, sao nhìn cái gì nó đi ra đi vào hai cái kìa. Thì tao cũng nghĩ là tao đã an toàn đâu. Thế trông kinh rất man đây. Khác hẳn với cô Song. Cô Song cô ấy kiểu bị ám nhà cô ấy trông vẫn rất là đẹp, còn mày khác hẳn luôn.
mày không gặp bất kỳ một sự nguy hiểm nào hết. Patrick Zehon, ít nhất thì kiểu khi mà người mà mày có thể tin tưởng nhất đang ở đây. Ok, hắn ta trông không giống như con người, mình tốt nhất là không nên đến gần. Không nên đến gần. Mình cần phải đi lên trên kia, cái lối này thì nó phế không đi được. Cái chỗ này thì chả làm được cái gì hết. Mình cần phải tìm một vài thứ gì đấy about the set and the reason. Mình cần phải đi tìm kiểu là thông thông tin về cái con giờ xếp kia và lý do tại sao mình ở đây. Lựa chọn duy nhất của mình ấy bây giờ ở thang máy không hoạt động, sâu xét. Mình cứ nghĩ là được lựa chọn duy nhất của mình bây giờ là đến bắt chuyện với cái thằng này. Tránh đường ra Mung Jin. Đây thậm chí không phải đây thực sự thậm chí không phải là mày thực sự. Mày chỉ là một phần ở trong cái cơn ác mộng này thôi. Ok, sao tay này cứng vậy nhỉ? In theory, maybe you wake up this dream. Thật ra có thể anh em mình thử tự làm đau mày đi. Có thể mày sẽ thoát khỏi nhầm mày có sẽ nhầm nói lắm. Có thể mày có thể tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ này, hoặc là có thể mày sẽ kết thúc ở cái nơi này giống như Tae Hoon. Tae Hoon là con nào nhỉ? Tae Hoon là cái con mà kiểu nó cái con cun ngầu gơn phải không? Chắc là thế. Would that be something? Đợi đã, Tae Hoon muốn giết cậu ta. Nhằm tiền Tae Hoon muốn tự sát. You telling me you had something to do with that? Và cậu vừa mày vừa nói với tao là mày có thứ gì cần để làm cơ. Đây không phải là giấc mơ đồ ngu. Và nếu như và what I if I did và ta đã làm gì à để xem nào. Và ta tao sẽ làm gì à để xem nào. Tao sẽ chạy đến đây và offer him à ok, nó nhầm. Và tao đã làm gì à? Mày thấy đấy, tao quản lý cái nơi này và tao kiểu thỏa thuận với anh ta là anh ấy anh là hắn với hắn là hắn ta sẽ nhận được sự bảo hộ của tao. Nhưng Tegun đã từ chối điều đó. Tegun muốn trở thành and said he could live with my term. Pretty recent US. Ok, mình chạy chỗ này nó nói cái gì hết, có thể hết. Sao cũng được. Cứ nói cho tao biết là mày muốn cái gì. Look who broke the... hãy nhìn xem nhìn nhìn ai đang cố ra vẻ này. Đây là yêu cầu của tao. Là dừng dừng ngay cái việc mà mày đang cố gắng tỏ ra cool đi, tỏ ra cool ngầu đi. Giống như là mày đang kiểu mất kiểm soát đấy. Giống như là mày đang kiểm soát được sự việc ở đây ấy. Mày không hề kiểm soát được sự việc ở đây. Và hãy nhớ rằng mày sẽ không thể rời khỏi nơi này nếu không có sự giúp đỡ của tao. Ok. Mình hy vọng thằng này nó không lừa mình nha con sếp. Đợi đã, mày biết đường ra ở đây à? Không có một bữa trưa nào ở trong không không có bữa trưa miễn phí ở trong thế giới này, anh bạn. Nói đến điều đó thì tao đang rất là đói. Biết gì không? Một vài miếng bánh pizza sẽ có thể giúp tao bây giờ. Mày giúp tao và tao giúp lại mày. Một cuộc thỏa thuận công bằng phải không? Ngay cả ở trong cái giấc mơ này mày vẫn kiểu tiếp tục ra lệnh cho tao đi làm điều gì cho mày. Cơn ác mộng à? Không phải. Đây là sự thật. Đây là sự thật giống như mày là Giang Hồ Sơ vậy. Và tại sao mày không chạy đi và lấy cho tao một miếng pizza nhỉ? Tao sẽ đợi ở đây. Ok, nhưng lúc đấy tao sẽ mang cho mày một miếng bánh pizza và mày sẽ giúp tao đi ra khỏi đây. Đúng là cậu bé ngoan. Biết nghe lời đấy. Mày muốn đi lên trên cái những cái cầu thang đó chứ gì? We all got chúng ta đều có một việc phải làm. Fetching my meal would actually mang một bữa ăn cho tao sẽ là bước đầu tiên để hoàn thành công việc của mày, phải không? Ha. Thằng khốn. Tốt nhất là I need to find some school killer.
cái này của mình là vẫn thế, mình cần phải đi tiếp tục đi tìm hiểu về concept và lý do tại sao mình ở đây. Bản đồ thì nó vẫn chỉ ở cái chỗ này và computer room, và nó không hề có một chút nào hết. Để xem nào, tất cả bây giờ mình không thể làm được bất kỳ một cái gì khác ngoại trừ phải mang đi tìm một cái pizza cho thằng này. Pizza thì nó là đồ ăn, mà đồ ăn thì mình nghĩ nó ở căng tin, cái cafeteria này. Có lẽ bây giờ mới chạy đến đấy. Nốc một cốc cà phê vào. Mình hết cà phê rồi à? Sâu xét mình hết cà phê rồi. Còn có cái gì trên này nhỉ? Tiếng một tiếng nốt. Đi lên trên này và chạy thẳng sang bên. Oh, ở đây cũng có nghi lễ này. Bị khóa mình không thể mở được. Thơ cáo thật. Đừng có hết tác dụng của cà phê bây giờ nhá. Hết bây giờ tôi buồn phết đấy. Buồn rất cả man luôn đấy. Mình nghĩ là sắp hết đấy. Bởi vì nãy giờ thì mình dùng cũng khá là lâu rồi. Mình bắt đứng bắt chuyện với thằng kia cũng rất là lâu nữa. Ok, rất là may mình vẫn chạy kịp đến cái chỗ cafeteria này. Mình có thể mua một chút cà phê ở chỗ này. Cà phê cà pháo đây, 1.000 quá easy, mình có 4.500 cơ, tiền nhiều như nhiều luôn. Còn cà phê không, đây mình nghĩ mình nên cái khoảng hai chai cà phê là được rồi em, hai lon cà phê. Và có pizza trong này không? Quá là mình vì một lý do nào đấy, ok tôi chả hiểu. Nhìn thứ cái ở chỗ này chỉ có hamburger xe hoa rồi, nhìn ngon phết này. Bên này có không nhỉ? Không có. Đã tìm thấy đồ ăn ưa thích của Mông Jin. Tuyệt thật, kiểu không có bất kỳ một người nào đang gọi là kiểu canh gác cái quầy ăn này, và mình có thể lấy nó một cách hoàn toàn tự do. Focus, mình có thể chạy xa hơn. Mình nghĩ là mình nên đợi cho đến khi nào nó hết hiệu ứng của cái cà phê này để mình chạy tiếp. Nhà trong khi đấy mình sẽ xếp phát. Xếp đâu nhỉ? Đây đúng không? Ok. Sau một khoảng 5 phút chờ đợi cái hiệu ứng này nó còn ở đây mãi chưa đi hết. Lạ thật. Nhà tôi kệ đi. Mình chỉ cần nó không hết đúng lúc mình đang chạy về là ok lắm rồi. Nope, rồi không đi được. Nó chạy đâu ra anh? Chả rõ nhưng mà ok, nó chạy phía sau mình là tốt rồi, mình chỉ cần nó không chạy trước mặt mình là được rồi. Nó chạy phía sau mình thì cứ để nó chạy rồi, nó đuổi thoải mái chả láng luôn. Cho đuổi luôn. Cứ té sang bên này. Cứ đi xuống tầng 1. Rồi mình nghe thấy tiếng nó ở phía sau mình. Thì mình cứ đi đường này là mình có thể hoàn toàn an toàn. Yep, mình an toàn. Khá là easy. Ê, thằng Mung Jin, thằng cờ họ. Này. Where kiểu bữa ăn của tao đâu? Hết Mung Jin, theo Mung Jin, you could find. Mình có thể chọn à. Đáng lẽ mình nên xếp trước khi mình làm cái này, mà đáng lẽ mình cũng xếp rồi. Thế thì mình thử chọn cái ở dưới xem nào. Không có bánh à? Tốt lắm đấy, Giang Hồ Sơ. Vậy thì mày ăn ăn thử một cái vậy thì ăn 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 thử một cái đấm sandwich đi, dù sao thì I have got a bigger fish to try. Chết tiệt thật, nó rất là đau đấy. Xenophyte fighting gì, mình không thể đánh lại được cái tên này. At least thì Higan, mình không thể đánh lại được cái tên này, ít nhất thì hắn tạm đi rồi. My reward phần thưởng của mình là một miếng bánh pizza Gotta Stay.
Ok. Bây giờ mình sẽ thử ra ngoài. Và mình chọn mình lướt lép loạn mình có để mình loạn lại cái kia mình ấy lại. Thử xem như nào. Ok, thử xem nào. Ở chỗ này không có chỗ xếp hơi buồn. Mà có chỗ xếp nhỉ? Khoan đã. Ừ, mình có thể chạy xuống dưới này mình xếp thì nó gần hơn rất là nhiều. Mà thôi kệ. Rồi, đưa bánh đấy, bánh của mày đấy. À, cảm ơn anh bạn. Giờ thì nó đâu có khó phải không? Mày biết đấy, all I ever ask you what the that had to do all I ever ask was that you. Tất cả những gì tao muốn là mày làm bất kỳ điều gì tao nói. Just a little bit of a love, chỉ là kiểu một vài hành động thể hiện sự yêu quý thôi, đó là tất cả. Giờ thì nói cách nào biết để tao có thể đi ra khỏi đây. Biết gì không? Tao sẽ đi tìm kiếm xung quanh. It would be shame if you did come to tell you in đây rồi. Các đại người chọn. Nó sẽ là một điều xấu hổ nếu như mày không đến gì đấy. There might be an exit on the roof. Tell the truth, even I don't know how to get out. Nói thật thì thằng này cũng không biết là nó làm như thế nào để đi ra ngoài được. Thế mày vào trong này kiểu quái gì? Háu? Hả? Vui không? Vui rất cả man. Thì mình nghĩ là cái lựa chọn mình giữ lại thì mình bánh pizza thì nó sẽ tốt hơn đấy. Ok. Rồi một miếng steak like pizza, bớt sharp like bớt. Kiểu vị nó như một miếng pizza nhưng mà kiểu lại mềm như bánh. Có vẻ ngon nhỉ, mình cũng muốn có cái này. Mình ăn được không? Không ăn được. Sâu xét. Nhầm. Bật ba lô lên. Lấy cuộn băng cứu thương. Cái này giúp mình ngừng chảy máu. Hồi máu ở đâu? Cái này không? Restore a bit of healing. Mình chỉ có duy nhất một cái hồi máu thì à? Mình cần mua thêm. Chỗ này để trốn. Không có gì ở đây. Back the wood chip. Kiếm một túi kẹo dẻo à? Hồi nhiều máu hơn. À không phải kẹo dẻo kiểu mấy cái snack thôi. Mung Jin kiểu thích Mina nhưng mà cô ấy không nhưng cô ấy có vẻ không thoải mái với điều này cho lắm. Được, không biết biết về ai. Cổ dân thanh niên kiểu yêu đơn phương. Attention, chú ý tất cả mọi người. Don't miss the event, a smatter chả quan tâm. Tiếng một chai nước. Let's try, hey, let's try somehow letter Tegun. Cái này à, một tờ giấy được viết bởi thằng Mung Jin, kiểu nó bắt nạt một đứa ở đấy, con Tehun này kìa. Chứ con Tehun, cái Tehun đấy đứa nào nhỉ? Mình thực sự không nhớ. Không có gì đấy hết. Và mình có chỗ nào để xếp được không? Tí nữa một tờ nốt. Something put in back here to block the door. Có một kiểu có một thứ gì một vài thứ được đặt ở đây để chặn cửa lại. It seems like they really want to see it off. Nhưng có vẻ như họ thực sự muốn kiểu chặn cửa lại. Vì sao lại phải chặn cửa nhờ? Tôi khá là nghi ngờ. Tôi đoán là cô Smith xong không đến đây đâu không? Mình vừa nghe tiếng cửa đóng. Đến đây nào. Vừa mới nói xong đấy mà bây giờ cô xong bây giờ hết hết sinh rồi. Mắt cái nhìn mắt kiểu gì kia, mình thích mắt của chồng hơn. Đến đây nào, hãy đến và hiểu nhau hơn. Không phải nữa là lạnh nữa à? Mày không thể ngươi không thể thoát khỏi ta. Đi rồi này. Tìm lấy một cuộn băng. Ok, con này vô xong rồi nó biến mất và mình có thể đi qua. Gửi giáo viên âm nhạc not Quapat want to see you in the gym at the school. Kiểu nhà Quapat muốn gặp anh ở phòng gym sau giờ học vào thứ bảy.
đó là tất cả. You are still looking for someone to play foot volleyball with. Anh vẫn đang tìm kiếm một người nào đấy có thể chơi foot volleyball, mình chả biết đây là cái gì, cùng anh phải không? Được viết bởi Gary Sin. Sin kia ok, chẳng quan tâm lắm. Ba lô full rồi. Nốt chai nước đi. Nước mình có khá là nhiều. Hứa. Kiếm một đồng xu và cô Song vẫn đang đi tìm mình ở ngoài. Rõ buồn, bây giờ mình không biết phải lấy đi của gì. À, bây giờ mình đi tìm một cái mã số để mở cái cửa chỗ này. Ok, chuẩn rồi. Nhà ở đây không có chỗ xếp nhỉ? À đây, vừa nói xong. Hay lắm. Cảm ơn trời. Cái này là toilet à? Cái chữ viết là hơi nhỏ. Không có gì ở đây hết. Cửa bị chặn. Mình đi vào trong này thử. Cái nơi nào đây? Đây không thể nào là phòng vệ sinh nữ được. Ôi trời. Mình không cảm thấy thoải mái ở nơi này. At all, no time, không có thời gian. Tốt nhất là mình nên chạy. What the heck, căn phòng này nó bị cái gì đấy à? Và mình rõ ràng, ok đấy. Sao mình không xem được cái này? Không thấy cái gì hết, nó quá tối. Nào, hết tối chưa? Vẫn quá tối. Sẽ nghiêng ngả kinh như này. Cái lũ thợ xây xây dựng người làm ăn chả có trách nhiệm gì hết. What the heck? Cái chỗ này để mình trốn được à? Một con đường bí mật nó dẫn mình đi sang bên kia của cái nơi này. Xong này mình đoán là cô xong đấy, không thể nào đuổi theo mình được đâu mà. Hy vọng là thế. Có một thứ gì đó, kiểu có hàng tấn thứ gì đó ở đây. Thì đơn giản là ấy thôi, đồng ấy có cái gì lạ đâu. Kiếm đồng xu, mình có nhiều tiền rất cả man. Đại gia luôn rồi. Ok, đúng như mình đoán, lại một lối đi bí mật nữa nó dẫn mình đi đâu đây. Thử xem chỗ này, ok khéo cái gì hết. May thế này này. Hay nhỉ. Chỗ có xếp không? Không có gì đây hết. Không có gì đây hết. Sao mấy cuốn sách này kiểu nó tỏa, kiểu nó tỏa ánh vàng như kiểu mạ vàng như. Không có gì ở đây hết. Physical education section, sách vật lý. My bag is full. Thôi thì full thì cũng kệ. This, có một vài tờ giấy rất kỳ lạ ở đặt trên bàn. Lúc ấy lúc why bây giờ lip trông có vẻ cái nó được viết bởi gì là Library Assassin kiểu thư ký trong thư viện à. Bất ngờ thật. Kiểu nhà người viết tờ giấy này này. Cái tờ giấy này nói là có ai đó đã trốn ở tòa nhà, đã trốn ở tòa nhà phía bắc ất nai vào đêm hôm đó. Chà, it was Tae-hoon và chọn chà, đó là Tae-hoon ở lớp 1B và Mung Mung Jin victim. À đâu, đó là Tae-hoon ở lớp 1B, kiểu bạn của Mung Jin. He was going he was doing something there but soon spin to be it anyone. Anh ấy đã làm gì, đã làm một điều gì đó ở đó nhưng mà anh ấy không nói với bất kỳ một ai. He got caught. Anh ấy đã bị bắt khi đang cố gắng lẻn vào phòng y tế ở tầng 5 ở 5F. What everything going on here some. Có tất cả những điều này có kiểu liên kết gì với nhau à? Ok, và đây là medium key card between the notepaper. Fuck. Mình nghe cái tiếng kêu đấy nó không giống với tiếng cô song thông thường. Không hề giống một chút nào luôn. Có lẽ mình nên quay lại mình xem thử.
Ok, cô sang bề trông kinh hơn và cái nhạc của nó các kiểu ấy, nó cũng đã thay đổi. Nhận được ở trên phòng trên này, ở tiếp trên đấy cửa, mình sẽ quay trở lại đấy sau. Bây giờ thì đi ra đây này, vào trong này này, sếp và thôi mình cũng sẽ kết thúc tập này tại đây luôn. Ở tập cái tập này có là đền bù cho tập trước, ở tập trước thì mình gần như là mình không làm được cái gì hết và tập này mình làm được rất là nhiều thứ. Mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này, đặc biệt là bạn Trần Hồng Phát, mình đã làm tập này theo yêu cầu của bạn nha. Mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này, nếu các bạn thích các bạn bấm like, share, subscribe, mình rất cảm kích về việc đó và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.